Alo Hương chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Hương Chuối Vlog. À, xin cảm ơn tất cả các cô chú anh chị và các bạn thật nhiều. Chúc tất cả các cô chú anh chị và các bạn một ngày mới thật nhiều niềm vui, hạnh phúc, vui vẻ và vạn sự may mắn như ý nhất ạ. À. à hôm nay Hương tranh thủ trước giờ đi làm chuẩn bị một một cái video để chia sẻ cái cái cảm xúc của đu trend cùng với mọi người và cái cảm xúc mọi người cùng hóng uh, mv và um, hương định là uh, có một buổi live stream để uh, chia sẻ về cái cảm xúc và um, cái cảm nghĩ uh, về cái cuộc họp mặt ở bên houston cùng với uh, bà ngoại và các mấy chị em ở bên đó nhưng mà chắc thời gian hương rất là bận hương không biết khi nào live stream được thôi hôm nay hương uh, làm cái video để um, nói về cái cảm xúc như thế nào và cũng chia sẻ với tất cả các cô chú anh chị và các bạn trên khắp thế giới biết là Hương và chị Thí Hà và em Lý Nguyễn đã đi về tới nơi về San Jose và một em về với Los rất là bình an và mọi điều may mắn tốt đẹp nhất và cái cảm cái cảm giác cái cảm nghĩ nó còn lăng lăn cái niềm niềm vui niềm hạnh phúc vì ít nhất cuộc gặp mặt đó, đó thành công và nó đã lan tỏa được um, tình yêu thương và đông đầy um, và đông đầy um, cảm xúc và đông đầy um, những cái uh, những cái tình cảm ấm áp uh, chân thật và ý nghĩa nhất mà buổi họp mặt đó đã diễn ra. Um, thì hương cũng rất là rất là biết ơn bà ngoại và trân quý cái tình cảm mà bà ngoại bà ngoại ở xa của bé hồ văn cường đã dành cho tụi hương bà ngoại nấu rất nhiều món ăn và tiếp đẩy khách rất là chu đáo nhiệt tình và nồng hậu và cái tình cảm yêu thương đông đầy của bà của bà dành cho bé hồ văn cường thì bà đã chia sẻ cái cảm cảm nghĩ và cái tình yêu thương đó đã lên video và mọi người cũng cảm nhận được lời thứ hai là hương rất là trân quý và biết ơn. Hai vợ chồng em Tiết Nhi đã bỏ thời gian để mà chào đón uh, FC Hồ Văn Cường từ San Jose qua và từ um, và từ Los qua. Um, đã tạo điều kiện chỗ ăn, chỗ ở và rất là chu đáo và tự tế và chào đón tụi này rất là hương xin cảm ơn và và ghi nhận những cái tấm chân tình đó và và tiếp tục một buổi họp mặt tuy là không đông không đông người lắm nhưng mà nó rất là ấm áp và ý nghĩa trong một cái tình cảm như là một cái gia đình người thân trong gia đình mặc dù là không ai biết ai hết lần đầu tiên hương mới gặp em lý nguyễn lần đầu tiên hương mới gặp em uh, um, tiết nhi nhưng mà đối xử uh, giống như là một cái tình thân ruột thịt chị em lâu như thế nào trong một gia đình và sẵn đây thì đó chính là tình yêu thương um, của và kết nối của bé hồ văn cường thì cô hương cũng xin cảm ơn con rất nhiều về cái sự kết nối đó để cho mọi người uh, xích lại gần nhau hơn um, yêu thương nhau và hiểu nhau nhiều hơn và cho đi cho đi và nhận được cái nhiều điều khác nữa nhận được những cái gì mà quý giá và sâu sắc nhất cái sự cho đi và cái sự nhận được rất là hay và ý nghĩa nhất đó là cái tình thân cái tình yêu thương sự chân thật và ấm áp và tình yêu tình người tình bạn một cái gia đình như một cái tình cảm như một gia đình rất là hay và để cùng lan tỏa yêu thương và để tiếp nối cái cho cái sự thành công đó thì um, nhóm chú chính và đại có bà ngoại chưa bà ngoại ở xa chị Thí hà và cũng có um, nhóm có ý định tổ chức một cuộc họp mặt ở cali này trong những cái thời gian sắp tới thì uh, có cái bài viết thì hương xin uh, đọc lại bài viết đó cho mọi người cùng nghe và xin mọi người hãy chia sẻ thật nhiều để cho mọi người tất cả mọi người fc của hồ văn cường ở hải ngoại và bất cứ nơi đâu để muốn tham dự trong tháng 10 này thì đến cùng tham tham dự cho nó rất là đông đủ và nó rất là hoành tráng nhất thì hương sẽ đọc lại cái bài này từ nhóm chú chính do bà ngoại ở xa và chị Thí hà đã đã gửi lời đại hương đọc lại cho mọi người và Um, chia sẻ uh, chung mọi người hãy chia sẻ đi để cho mọi người cùng biết và um, nhóm ở Cali rất là welcome rất là chào đón nồng nhiệt và quan nghênh mọi người đến để mà làm cho một cái FC ở hải ngoại lan tỏa ngày càng mạnh nhất và hoành tráng nhất à, đó là thì tiếp tục và đẩy hương Hương đọc lại cái bài viết đó đâu rồi dạo đâu rồi Đợi mọi người đợi hương chút xíu để hương tìm cái bài viết đó đọc đúng cái nguyên nguyên văn như thế nào và ngày giờ cụ thể cho mọi người là nắm bắt được là nằm đây ta nó không vô Mọi người đợi hơn trước nha Ô ra để Hương đọc đây Có nhiều bài quá, để Hương đi tìm từ từ Rồi đây Hương, Hương sẽ đọc cho mọi người nghe ha Và chia sẻ Đây là cái bài viết của nhóm Chúng tôi nhóm chú chính giữa xây lan tỏ yêu thương Hồ Văn Cường có tổ chức buổi họp mặt FC tại San Jose Cali. À, chúng tôi và Thí Hà thân thương mời tất cả các anh chị em và các bạn FC tham dự. Chúng tôi đưa ra thông báo này để tất cả các anh chị em và các bạn có đủ thời gian sắp xếp công việc mua vé máy bay, bay. Chúng ba, chúng tôi ban tổ chức gồm có Thí Hà là tài trợ ăn ở miễn phí, Hương Chuối livestream quay phim chụp hình, Nguyễn Chính ăn và ngủ. Chúng tôi sẽ đưa đón ở phi trường tất cả quý vị đến ngày 6 và ra về ngày 9. Còn ngày 7 và ngày 8 là ngày hợp mặt Ngày 7 và ngày 8 tháng 10 năm 2023 Chúng tôi quan nghênh chào đón nhiệt tình và nồng hậu Sự hiện diện của quý vị là niềm vinh dự à, Hãnh diện cho nhóm chuối chính chúng tôi Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc với Hương Chuối thì đó là cái bản cái bản thông báo của nhóm và của fc hải ngoại muốn rất là muốn mở rộng cái fc ở hải ngoại rất là đông đúc và ngày càng lớn mạnh nhiều hơn nữa để lan tỏa và yêu thương ca sĩ hồ văn cường cho nên đây là hương chỉ có nhiệm vụ ghi lại cái thông báo và kết nối yêu thương giữa mọi người nếu mọi người liên lạc để mà à, liên lạc vào facebook của hương trương hoặc là nhắn tin cho hương thì à, hương sẽ cho những cái chi tiết cụ thể ở trên cái tin nhắn à. còn cái trên cái truyền thông này hương cũng không có thể cho được cái số những cái thông tin về cá nhân của mình được cho nên mọi người cứ hãy chia sẻ mạnh mạnh và lan tỏa cho mọi người cùng biết để có buổi họp mặt rất là thành công và rất là hoành tráng nhất hương mong muốn rất là nhiều người tham dự và hương sẵn sàng nếu ở những cái tiểu bang khác các bạn có tổ chức thì hương à, cũng sẵn sàng bay trong hết nước mỹ này năm mươi mấy tiểu bang năm 50, mươi 50 bay hết nước mỹ này nghe cả nhà để đi đâu hương cũng bay tại vì hương rất là à, à, thích lan tỏa và hương rất thích là ham vui ở đâu đâu vui là có hương ở đó thì à, rất mong mọi người à, sắp xếp thời, thời, thời gian và à, là hợp mặt chung vui thứ nhất là mình kết nối là FC hải ngoại lại với nhau và chung một nhà mình lại biết biết mặt được nhau và ngồi lại với nhau chia sẻ cái tình thương và cái cảm xúc yêu thương và ăn uống hợp mặt những cái sinh hoạt để cho mọi người du lịch đến biết cái thành phố San Jose, Cali của Hương như thế nào luôn nếu mà các bạn từ nơi khác đến thì nhóm sẵn sàng rất là nhiệt liệt và quan nginh và rất là nhiệt tình chào đón tất cả những bạn fc trong nước ngoài nước hải ngoại và tất cả các nước trên thế giới nếu ai có lòng muốn gặp mặt thì cứ mạnh dạn nhắn tin cho hương nhé đây là lời mời từ chị thúy hà nha chị thúy hà là người tài trợ chính là ăn ở miễn phí luôn và À, là bà ngoại, bà ngoại là bà ngoại chính, bà ngoại ở xa luôn là đại diện đó nhóm đó. Thì Hương chỉ có nhiệm vụ thông báo để cho mọi người biết, mọi người biết và hãy chia sẻ nhiều cái thông tin này lên dùm cho Hương nhé. Và tiếp tục cái cái câu chuyện về à, à, mọi người rất là nôn nôn nao xôn xao chờ đón cái mv của bé hồ văn cường sắp ra và chỉ có một số hình ảnh từ các diễn viên từ các đoàn làm phim và studio ch chụp hình thì hôm nay nhà xanh đột chuối rất là gần gần và đu trên ai cũng đu trên mỗi người theo một cách khác nhau nói chung là mv chưa ra thì tất cả đã đón nhận một cách rất là nhiệt liệt và vui nhất vui như mở hội thì chia sẻ và thấy được những cái cái đó hương có cái dòng cảm xúc và những người ở xa xứ và nhìn những cái hình ảnh về quê hương về đất nước và cái tựa đề của mv thì hương có những cái cảm xúc đông đầy và nghĩ về cái mv sắp tới thì hương cũng chia sẻ cho mọi người thấy được cái tình giữa cái, 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 cái cảm động giữa cái, 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 cái ở xa xứ xa quê hương đó thì thấy là rất là um, đồng cảm và có cái cái cảm xúc về mv đó cho nên hương đã viết bài bằng cái cảm xúc của mình thì cái lúc nào hương cũng viết bài bằng tất cả cảm xúc của thật của lòng mình lời lời văn nó không có trao chuốt nó rất là giản dị mộc mạc nhưng mà đó là cái cảm xúc thật cho nên mọi người hương nghĩ như thế nào thì hương viết như thế đấy thì từ cái cảm xúc chính của mình thì hôm nay Hương cũng sẽ đọc lại cái cái MV cái cái lời chia sẻ để cho mọi người cùng cảm nhận và dựa trên những cái hình ảnh những cái hình ảnh mà đoàn làm phim đoàn quay MV đưa lên thì Hương nhìn vào đó và Hương có cái cảm xúc và viết lên được cái một bài và đây là hình ảnh của bé Cường những hình ảnh của bé cường ở cái um, đây chụp với diễn diễn viên phương ngọc này là bé 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 dâu gì đó đó là đó là cũng rất là biết ơn cái ekip của đoàn diễn viên của những đoàn làm phim và những cái đoàn quay phim chụp hình studio nói chung là rất là nhiều cái bộ phận chuyên môn mới làm nên một hương xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều và hương đọc và chia sẻ cái cảm xúc MV này để cho mọi người hiểu và nỗi lòng và cảm nhận đã chạm đến trái tim của những người con xa xứ mới nghe cái tựa đề và những cái hình ảnh thôi mà đã như vậy thì khi mà MV ra đời cũng hóng MV ra đời rất là nhanh MV đầu tiên thì cũng chúc mừng con bé Hồ Văn Cường à, sẽ rất là hay và ý nghĩa nhất MV mọi người rất là đón nhận mà mong mọi người à, đón nhận và rất là thành công hương nghĩ là sẽ rất là thành công nhất thì hương chia sẻ cái bài này hương đọc lại cho mọi người nha nhé một số hình ảnh quay mv đầu tay người ơi đừng bỏ quê được hé dạng thôi mà cả nhà xanh đột chuối hơn cả từng nay vui rộn ràng như mở hội từ trong nước đến hải ngoại ai cũng bắt trên cho bằng chị bằng em sao cho giống với con nhất đủ hình thức để bày tỏ sự vui mừng khác nhau người thì đu trend người thì ghép hình người thì quay video lòng nhạc cả nhà làm rằng rằng niềm vui lan tỏa khắp nơi nơi mv còn chưa ra thôi mà đã được sự đón nhận và vui như thế này cô hương và cả nhà ai cũng hóng và chờ đợi mv đầu tay này cái tựa đề con đặt rất là hay và ý nghĩa nhất mới nghe cái tựa thôi mà đã thấy tâm trạng rất là buồn não lòng và nồng cảm tâm trạng của những người con xa quê lòng luôn gửi về quê nhà nhìn những hình ảnh cánh đồng dòng sông và con đò có những giàn bầu và lục bình trôi những hình ảnh rất đẹp mang đậm tính mang đậm chất quê hương hình ảnh con út cường nét mặt ngây thơ một mặt hiền lành giản dị sống rất hòa đồng giản dị hiếu thảo lễ phép uh, hiếu thảo mẹ cha kính thầy yêu bạn sống rất nghĩa tình tình cảm tấm lòng nhân ái bao dung yêu quê hương và luôn nhớ về quê cha đất mẹ nơi đã cho con hình hài hơi thở và là nơi yên bình nhất để con tìm về hình ảnh quê hương sông nước nhìn là thấy nhớ nhà rồi cảnh đẹp hữu tình non nước đẹp đến mê hồn thế này và được sẽ được và nghe cậu út dân ca nhà mình các tiếng hát ngọt ngào dạt dào cảm xúc mượt mà liếng lái với thân hình điện trai nét mặt thư sinh một mạc thơ ngây có đôi mắt buồn ngăn ngắn lệ như chất chứa nhiều nỗi buồn xa xăm đôi mắt biết nói kia và thêm nụ cười duyên tỏa nắng và khi không các tiếng hát bài hát trong mv người ơi đừng bỏ quê cô hương tin chắc rằng sẽ rất hay tuyệt vời và sẽ có biết bao trái tim thổn thức vì bài hát này nhất là những người sống xa quê chạm đến chạm đến trái tim trong đó người đầu tiên sẽ là cô hương mọi người đang rất vui và háo hức chờ đón mv này chờ đợi là hạnh phúc con đã đem nụ cười và mùa xuân đến cho tất cả những ai yêu tiếng hát và con người của con. Xin cảm ơn con thật nhiều. Đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết, thời gian, tiền bạc và công sức để có được một MV rất hay, chỉnh chu, tuyệt vời. Như lời như một lời tri ân và biết ơn tất cả những khán giả xa rằng trong nước cũng như trên khắp thế giới. Con vừa đi học, vừa đi hát, vừa thu MV. Nhớ cân bằng công việc và dành thời gian nhiều thời gian nghỉ ngơi. Sức khỏe là quan trọng nhất có sức khỏe là tất là có tất cả thương con thật nhiều. Rất biết ơn và trân quý um, và tri ân ca nhạc sĩ Sơn Hà đã viết lên một bài hát rất ý nghĩa và hay nhất cho bé Cường. Dù chưa nghe nhưng biết là rất hay cũng như ca khúc độc quyền cống mẹ và còn rất nhiều ca khúc hay nữa mà ca sĩ Sơn Hà đã viết cho bé Hồ Văn Cường như là bài người um, bỏ quê và anh ba khía và rất nhiều cảm xúc mà Sơn Hạ viết Hương đã xem qua bài hát của Sơn Hạ những bài hát về dân ca, về quê hương đất nước, về con người về miền Tây rất là hay, rất là đông đầy cảm xúc. Rất biết ơn những nhân viên, những diễn viên đã giúp đỡ và cộng tác hỗ trợ ca sĩ Hồ Văn Cường để hoàn thiện một tác phẩm MV người ơi đừng bỏ quê. ừm uhm... Người ơi đừng bỏ quê rất hay tuyệt vời và có ý nghĩa mang đầy tính nhân văn rất biết ơn và tri ân diễn viên Phương Ngọc Cẩm Kiêu Kỳ và bé dâu Tây xin kính chúc tất cả các quý vị sức khỏe vui vẻ may mắn hạnh phúc và thành công thì lưu ý là cái nguồn ảnh này từ diễn viên Phương Ngọc Cẩm Kiêu Kỳ và bé dâu uh, phân lớp và các em FC tặng lại Hương xin cảm ơn mọi người rất nhiều ạ à. Đó là những đây là những cái hình ảnh những cái hình ảnh về MV và qua cái những cái hình ảnh và những cái hình ảnh mang tính đậm tính chất quê hương à, dòng sông con đò này nọ và hình ảnh bé cường với khuôn mặt rất là thư sinh thơ ngây và hiền lành và tiếng hát ngọt ngào, dạt dào cảm xúc xứ giả cảm xúc thì Hương tin rằng đây là một MV đầu tay sẽ rất là hay và sẽ rất là chỉnh chu và tuyệt vời nhất mà bé đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết công sức và thời gian để làm nên một cái tác phẩm đầu tiên này à, mong mọi người à, sẽ chờ đợi và đón nhận à, mình cũng hy vọng là sẽ sớm đây thôi chứ không lâu chờ đợi là hạnh phúc phải không mọi người <laughs> à, thì đó là cái cảm cảm nghĩ và cái bài viết và cái mv đó đã chạm đến trái tim chạm đến nỗi lòng của những người xa quê như hương thì cảm nghĩ như thế nào thì hương để cho những cái cảm xúc và sẽ mong mọi người chia sẻ và đón nhận rất nhiều nha và lòng theo đó thì fc nhà xanh đột chuối rất là đòi, chào đón và <laughs> chào đón và đu rất là nhiều trên thì hôm nay là hương thấy uh, studio có hình che nắng thì mọi người đu trên mới và dàn bầu rồi dòng sông con đò và um, hai cái cánh tay um, giang rộng để đón, đón ánh nắng mặt trời đón một cái tương lai mới uh, thả lỏng về với thiên nhiên này nọ rất là hay và nó đông đầy nó rất là ý nghĩa nhất thì hồi nãy studio thì bên studio uh, gì đó có một cái bài mới mà hương cái này là chỉ cái đoàn làm phim mấy anh làm phim thì hương cũng cho mọi người thấy và đây là hình ảnh hình ảnh uh, cường mới và một nhờ cái hình ảnh mới nữa là một hình ảnh uh, tay chia nắng rất là dễ thương nữa đây là đây là những cánh đồng lúa cánh đồng